tiểu sử nữ MC Liêu Hà Trinh. Cầm mic hơn 10 năm, Liêu Hà Trinh đã có chỗ đứng nhất định trong giới MC với phong cách dẫn dắt thu hút. Những thông tin được tổng hợp dưới đây sẽ giúp chúng ta biết thêm về nữ MC này. Liêu Hà Trinh sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn từng xem chương trình Chuyện đêm muộn, Chọn mặt gửi vàng thì chắc chắn sẽ chưa quên nữ MC duyên dáng này. Cô đến với người dẫn chương trình như một cái duyên và gắn bó với nó nhiều năm liền, nhưng chưa lần nào cô làm khán giả cảm thấy nhàm chán với lối dẫn dắt của mình. Ngược lại, cô ngày càng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ cũng như các đài truyền hình và những dự án có tiếng. Song song với việc cầm mic, Liêu Hà Trinh còn thể hiện mình là người phụ nữ hiện đại và đa tài khi trở thành cây bút mang sự từng trải, phác họa lên từng dòng thơ văn bay bổng và sâu sắc. Liêu Hà Trinh én vàng cho sự nghiệp. Vốn không phải là gương mặt xa lạ trong ngành giải trí, nhưng mãi đến năm 2008, Liêu Hà Trinh mới tham dự cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và lọt vào top 6 tại cuộc thi này khi 19 tuổi. Với bước đi quyết đoán này đã đưa Hà Trinh gắn bó với nghề MC trong suốt 11 năm, với biết bao thăng trầm, bao nỗ lực và đã giúp cho nữ MC có được thành công như ngày hôm nay. Nhắc đến những cột mốc quan trọng trong chặng đường làm người dẫn chương trình của cô, không thể không kể đến năm 2015. Đây được xem là thời điểm sự nghiệp của Hà Trinh được nở rộ. Cô được chọn mặt gửi vàng cho các chương trình truyền hình cũng như sự kiện có tiếng, nhận được những hợp đồng uy tín tại các game show như Tôi là diễn viên, Một bước để chiến thắng, Thành phố hôm nay. Đặc biệt, cô cũng thể hiện khả năng của mình với vai trò huấn luyện viên cho chương trình ăn khách Người hùng Tí hon, rồi chương trình tương tác đường phố Chọn mặt gửi vàng. Năm 2016, cô nhận được giải Én vàng trong cuộc thi Én vàng của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Và sự nghiệp của cô đã đi lên một bước tiến mới. Nữ MC nhận được nhiều show hơn với mức cachet hấp dẫn hơn. Trải qua hơn 10 năm cầm micro và nhận được không ít giải thưởng về dẫn chương trình, cô đã có chỗ đứng nhất định trong giới MC và còn thường xuyên làm giám khảo cho các cuộc thi dẫn chương trình để truyền kinh nghiệm cho thế hệ trẻ. Một cây bút giàu cảm xúc. Trên sân khấu, Hà Trinh thể hiện sự nhạy bén, hoạt ngôn cùng cách dẫn chuyện chuyên nghiệp tinh tế. Nhưng bên trong cô luôn là một người giàu dạ cảm xúc và trắc ẩn. Song song với việc cầm mic, Hà Trinh còn thể hiện sự đa tài của mình qua việc cầm bút viết nên những tản văn và những bài thơ hay. Sau bao ngày tháng ấp ủ, cuối cùng, người đẹp sinh năm 1988 cũng đã cho ra mắt tập thơ, tập tản văn đầu tay có tựa đề Tự tình lúc không giờ. Tập sách thể hiện sự khắc khoải của một cô gái trẻ trên con đường đi tìm hạnh phúc, tìm kiếm sự đồng điệu trong tâm hồn và nhận ra hạnh phúc chẳng ở đâu xa, ở ngay bên cạnh mỗi người thôi. Một năm sau, Hà Trinh cho ra tiếp tác phẩm Nợ nhau lời tạm biệt, Căn hộ không một ai. Muốn gửi đến những mối tình không tên cũng chẳng có kết thúc, cứ lững lững lơ lơ, khiến người ta day dứt, nhớ mãi không quên. Năm 2018, cô ra mắt đứa con tinh thần thứ ba có tựa đề Cúc Họa Mi, với nội dung ca ngợi sự lạc quan qua cách nhìn đời của một cô gái đã bước qua tuổi 25 và đang đứng trước ngưỡng cửa 30. Câu văn nhẹ nhàng, gần gũi, phù hợp với nhiều lứa tuổi đã giúp cho các ấn phẩm của Hà Trinh nhận được nhiều sự đón nhận tích cực từ độc giả. MC Hà Trinh từng công khai người yêu kém tuổi là doanh nhân Nguyễn Đức Thành, người Canada gốc Việt, trong buổi ra mắt tập thơ đầu tay Tự tình lúc không giờ. Lúc ấy, ai cũng nhìn thấy được niềm vui, sự hạnh phúc trong mắt nữ MC. Cô còn nghĩ đến chuyện kết hôn với chàng phi công trẻ tuổi. Những tưởng may mắn đã mỉm cười với Hà Trinh sau bao năm lẻ bóng. Nhưng oái âm thay, người đàn ông đó lại là một kẻ lừa đảo.
không chỉ lừa tình cảm mà còn lừa cả tiền bạc của Hà Trinh cùng bạn bè của cô. Được biết, người yêu cũ của nữ MC đã lợi dụng lòng tin tưởng của Hà Trinh cùng Thanh Duy và Minh Xù, biên đạo múa Quang Đăng, để dùng cách thức rủ rê góp vốn mở một nhà hàng vào năm 2016 ở Đà Nẵng. Tuy nhiên, nhà hàng sau đó bị đóng cửa, còn số tiền họ góp vào đã không cánh mà bay. Nguyễn Đức Thành thì mất tâm, mất tích. Chuyện được mọi người biết đến khi Vũ Công Quang Đăng livestream tố bị người quen cũ lừa đảo với âm mưu chiếm đoạt tài sản và danh tính của người bạn cũ này chính là Nguyễn Đức Thành. Sau khi vụ việc được công khai, nữ MC đã chua xót lên tiếng xin lỗi đến những người bạn của mình trên trang cá nhân. Lời chia sẻ của Hà Trinh nhanh chóng nhận được sự đồng cảm và động viên từ mọi người. Cho đến nay, sau mối tình thất bại đầy cay đắng, Hà Trinh khép kín hơn cũng như ít chia sẻ hơn về chuyện đời tư của mình. Và sau nhiều vấp ngã thì cuối cùng, Lưu Hà Trinh cũng đã tìm được chân ái của đời mình. Đó là một doanh nhân trẻ tuổi hơn cô đang làm việc tại Hà Lan. Cặp đôi yêu nhau từ năm 2018 và thường đi đi về về giữa hai nước để vun đắp tình cảm. Năm 2019, bạn trai đã cầu hôn Hà Trinh và nhận được cái gật đầu đồng ý của cô trong niềm hạnh phúc. Cặp đôi có kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 10 năm 2020, nhưng vì dịch Covid-19 nên đã hoãn lại đám cưới.